Các bạn biết Tiêu đang ở đâu không? Mình đang ở Tràng An cổ tại thành phố Ninh Bình. Đến đây rồi mới biết còn có một cái Tràng An mới nữa. Nước ở đó thì trong xanh hơn nơi này, còn nước ở đây, Tràng An cổ, dơ quá đúng không nào? Ở đây còn đang xây dựng và dân cư sống ở ven sông đang chăn nuôi gia súc, gia cầm nên làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. Nếu mà nhà nước có thể di dân đi nơi khác để bảo tồn cái di tích về cố đô Hoa Lư, nơi hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh đã từng ngự trị ở đây, thì chắc là địa điểm này sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch hơn nữa. Chứ còn bây giờ làm sao giữ được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam khi mà cảnh đẹp thì có mà đang bị làm cho ô uế dần. Cha ông ta hồi xưa đã có công tạo dựng đất nước rất là vất vả, mà chỉ có cái việc bảo tồn giữ gìn thôi chúng ta không làm được thì nói làm gì đến việc phát triển đất nước. Các bạn có nhìn thấy rõ dãy núi to lớn này không? Đang xây dựng các bậc thang cao lên nữa để cho du khách tham quan. Hy vọng công trình này sẽ hoàn tất trong vòng 5 năm nữa thì nơi đây sẽ được cải thiện để thu hút du khách thế giới về đây. Chắc hẳn là họ sẽ rất ngưỡng mộ về Việt Nam, đất nước, con người chúng ta. Riêng Teun muốn nhắn nhủ đến các bạn là du khách ở Việt Nam đến đây chơi, đừng có vứt rác xuống nước nha. Rác của mình thì mình hãy tự giữ rồi về thành phố tìm cái thùng rác mà bỏ nó vô. Chứ gì đâu, mới xài là vứt ra liền. Đã vậy tôi còn thấy một anh tuy lớn tuổi nhưng lại vứt vỏ chai nước suối xuống nước. Các bạn thấy tội nghiệp anh ta không? Đừng có làm ô uế cảnh đẹp nơi này nữa. Đây là di sản văn hóa quốc gia, chúng ta phải luôn tôn trọng cội nguồn quê hương đất tổ của mình là đây. Nó giống như là ngôi nhà của mình vậy đó mà các bạn xả rác ra như vậy. Thấy sai sai rồi đúng không? Tổ quốc là một trong bốn trọng ân mà chúng ta phải báo đáp, phải trân quý. Nhìn cảnh Tràng An cổ hôm nay sơ sát, không đẹp bằng Tràng An mới nên tôi thấy hơi nản. Người thuyết minh viên và những người chèo thuyền đã chỉ dẫn trên vách đá ấy để mời thầy cũng có bạn thử nhìn nhận ra các hình khắc họa của triều đình xưa được ghi lại những thời khắc lịch sử thiêng liêng khi mà Đinh Bộ Lĩnh ngài sư vương xử thế tại đây. Thì giờ thầy cũng có bạn thử cố gắng nhìn cái rõ, nhất là đoàn ta hay là phật tử cái bạn trẻ nào gần đây có quan tâm báo chí hay là mạng internet có đăng tải câu chuyện ly kỳ là mới phát hiện một trận đồ trận địa kinh hoàng hơn kể cả sông Tô Lịch tại Tràng An cổ phố Đô Hoa Lư, đưa thầy cũng có mặt ở chính giữa cửa xuyên thiệu tham luận như này. Sau khi đã dùng con phép còn trôn chấn hiểm chấn thạch xuống đáy sông Sào phía sau lưng cái đỉnh cao tháp sư với đạo sĩ, người ta cho đóng thẳng cái vách đá đó hình dạng bùa đỉnh của bùa chú, trước hết là bảo vệ cho cái đàn chấn hiểm trôn chặt từ đáy sông, rồi sau nữa là chấn thị tà ma quỷ quái và giữ lành cho âm trạch của đất kinh đô Hoa Lư xưa cách đây trên 1.000 năm xa thẳm mà đến nay sao được nét vẫn cứ rõ ràng. Mời thầy cũng có phải tự cố gắng nhìn ra rõ, có thế về đến nhà thứ tháng nhất chúng ta hãy cùng người các nên bạn bè hãy mở cái đó ra xem, ta mới chẳng nhận ra rằng hôm nay một ngày rất an lành. Chúng ta là con dân đất Việt hay những phật tử từ thành phố đi xa xôi hôm nay đã theo thầy được phải đến nơi thiêng liêng khắc nghiệt nhất của cố đô Hoa Lư. Thưa thầy cũng Phật tử, Đức ngài Đức Thiên Hoàng Đế là ngài sư ngôi vào ngày 10 tháng 3 năm 1968. Sang năm là 2018, đất nước ta sẽ long trọng đại lễ kỷ niệm lần thứ 1050 năm ngài sư ngôi Hoàng Đế và khai sinh lại cổ Việt. Đại Đức Thiên Hoàng Đế ngài đã cho dựng một đàn kính thiên ngay để những việc cũng thẳng của ngài đi lên. Đã cho ta đi tuyên truyền các cháu sinh viên viên thì ta chỉ ra do ông đi của ngài. Thế cho nên hiện nay các đơn vị xây dựng đang hết sức nhiệt tình nỗ lực đang tạo đường bậc lên những đỉnh núi và đây là núi đường xuống. Cho nên hôm nay cũng xin lỗi thầy của Phật tử ta vào đây cảm giác như thế người ta vào câu chuyện xây dựng. Vâng đúng ạ, đang xây dựng vì lịch sử văn hóa và tâm linh. Thế nên là mong thầy cũng có Phật tử cả. Và trước khi đoàn ta vào xin bái đi tham quan thì đề nghị mọi người chuẩn bị trước tâm lý thế này. Thưa thầy cũng phát các Phật tử, đây là nơi thờ Hoàng Đế Đinh Tiên Hoàng cùng các đấng quân thần đầu tiên khai sinh nước Việt. Lẽ đương nhiên Việt có truyền thống bách na trăm họ con dân đất Việt, các khẳng định rằng 100 dòng họ của Việt Nam cũng bắt đầu mới được khởi nguyên, được khẳng định, được thành lập và độc lập từ đây. Do vậy hôm nay mọi người hãy rất tự tin rằng hôm nay ta được về bên Hoàng Đế nhưng cũng là ta về cái Việt ở Việt Đông, ta về cái tổ đường của chúng ta, về với các cụ tổ của 100 dòng họ Việt Nam, trong đó có cụ tổ của dòng họ chúng ta. Mời thầy cùng các Phật tử lưu ý, khi vào cổ vài mái ta đi cả giày dép linh ta vào cửa bên kia, hãy tham quan di vật cổ, ngắm nhìn động viện triều
sinh. Sau đó mọi người vừa đi vừa chiêm bái các đấng quân thần và bảo thẳng tận cung hoàng đế. Bởi cung thờ hoàng đế có lối rẽ ngang. Sau khi ta đã được chiêm bái thần tượng như hoàng đế xong, mọi người rẽ ngang tiếp tục chiêm bái tham quan, và khi bước ra vui lòng là phải bước ra cửa bên này. Xin lưu ý với thầy của các Phật tử này là một số vị trí đặc biệt sau cụ này đều có hệ thống thiết bị tự động bằng tiếng Việt. Rất mừng hôm nay thầy đưa các Phật tử về đây sớm như thế này, nhất định đón nhận được các cái điều kiện của du lịch tốt nhất. Xin cảm ơn thầy đã nghe. Nào mời thầy nào. Giờ các bạn đang xem là những đồng tiền xu đầu tiên của Việt Nam. Quả thật, Đinh Tiên Hoàng là một vị vua rất anh minh và sáng suốt. Và còn một đặc điểm thú vị ở vị vua này mà chắc hẳn là nhiều bạn chưa biết, đó là ông ta bơi cực kỳ giỏi, nên đã có những câu chuyện rất ly kỳ về chiến công bơi lặn, phá bùa chú của giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước. Có một điều đáng tiếc, tuy đây là một vị vua tài ba của Việt Nam, đánh giặc trận nào là thắng trận đó, nhưng lại mang nghiệp chướng sát sanh quá nặng, cuối cùng lại bị đầu độc chết chung với hoàng tử con của mình bởi một tên thái giám. Không ngờ luôn đúng không các bạn? Bởi vậy, tài năng cũng là đại họa, chỉ có đức độ mới thắng thiên mệnh. Thế nên xưa giờ không có ai làm vua mà sống thọ cả. Chính vì vậy mà thời nay con người đã bắt đầu nhận ra điều đó, không ai muốn chiến tranh nữa cả. Muốn thế giới bình yên thì chúng ta phải ăn chay, lấy hiếu đạo đặt lên hàng đầu đúng không nào? Chém giết lẫn nhau chỉ khiến cho ta mau đoản mệnh mà thôi. Chà. Đến với Tràng An Cổ tiếp theo, chúng ta sẽ đi thuyền ngược dòng lịch sử để xem cố đô Hoa Lư xưa và nay có gì khác nhau không. Riêng Tiôn đã nhìn thấy rõ, rất khác biệt ở chỗ là nước sông có vẻ ô nhiễm quá luôn đó. Chắc là phải di dời dân cư sống ven sông mới cải thiện được cái cảnh đẹp nơi đây. Và nhiệt độ bây giờ ở ngoài trời chỉ khoảng 17 độ C thôi nha các bạn. Rất lạnh và tê tái lòng người luôn đó. Mà chúng ta sẽ phải đi thuyền suốt 2 tiếng đồng hồ như vậy. Bật mí thêm cho các bạn biết, các cô lái đò du lịch ở chỗ này chỉ được có 10.000 đồng trên một đầu người thôi. Nên có dịp thì hãy đến Ninh Bình, đến đây Tràng An Cổ để ủng hộ các cô lái đò nha các bạn. Đừng nghe Tiun chê nước sông không tốt mà từ bỏ ý định. Chắc chắn những ai mà muốn hiểu rõ về lịch sử Việt Nam thì càng phải đến chỗ này. Đây giống như là một nền văn hóa mới hình thành của dân tộc Việt Nam chúng ta, bắt đầu từ triều đại của Lý Nam Đế. Có rất nhiều di tích đáng để chúng ta phải trầm trồ, khen ngợi và chiêm ngưỡng lắm đó nha. Em nhỏ này biết bơi chưa? Chắc rồi luôn quá. Sông nước nè. Không tạm tạm bơi từ đó vô bờ được. Mọc cửa dài then của đâu rời đổi đâu dấu tích, chỉ thấy quanh co nối nước liền, cung phế người xưa coi đã rõ, lòng dân đáng thờ chớ đi quên. Nguyên âm hắn của bài thơ như sau: Tây tuần toàn ích quá Tràng An, biệt đạo Hoa Lư hộ nhất quan, thất luyện anh hồi xuyên thủy động, trùng kim ngật nghiệp trí sơn quan, của đâu tế hí kinh di hoán, thiên phủ y nguyên tử báo hoàn, xung bộ cổ nhân hưng phế sự, dân nham lẫm lẫm quý duy gian. Và đó là tổng thể nội dung bài thơ được Chúa Trịnh Sâm cho tạc năm 1770. Sông nước hang động rộng lớn mênh mông này người xưa gọi là động Hoa Lư. Nhà thuyền chúng ta đang ở cửa phía nam xuyên thủy động hang Đuồn trên sông Sào Thi. Dòng sông này trên 1.000 năm trước đã từng nâng thuyền đưa Đinh Bộ Lĩnh, người từ đây cất binh đi dẹp loạn 12 triệu quân. 42 năm sau, dòng sông lại nâng thuyền đưa Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Tên sông dịch theo nguyên âm Hán, xào là ngòi, khe là khe, nghĩa là một con ngòi chảy luồn lách qua những khe núi. Hôm nay đoàn về du thuyền khám phá Tràng An cổ, thuyền sẽ đưa đoàn xuôi dòng sào khe lịch sử về hướng đông nam này trước, để chúng ta tham quan và khám phá một thung lũng lớn này, thời triều Đinh gọi là thung lá. Đây chính là chiến khu của Đinh Bộ Lĩnh từ thuở cờ lau tập trận luyện rèn quân sĩ, rồi từ đây cất binh đi dẹp loạn 12 sứ quân. Sau này nơi đây chính là căn cứ địa quân sự đặc biệt để bảo vệ hoàng cung kinh đô Hoa Lư. Thung lá nay thuộc địa phận làng Tràng An Cổ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
còn phía sau sinh động hang ruột kia là hướng tây bắc, thuộc địa giới của Tung Long Dương. Trong lúc đó là hoàng cung, là trung tâm di tích vùng lõi của đô Hoa Lư. Thuyền sẽ đưa đoàn vào đó tham quan sau. Tung Lá và Tung Long hiện nay thuộc 300 hecta vùng bảo vệ đặc biệt của kinh đô Hoa Lư do Bộ Văn hóa đã quy định. Kính thưa các thầy, thưa các Phật tử ạ, lộ trình tham quan hôm nay của đoàn mất một đoạn sông 100m phía trước mặt đoàn ta đây, mà đoạn trên cầu thuyền chúng ta chuẩn bị qua vẫn chưa được thi công bởi vì do liên quan đến đầu tư, vì thế còn đang bề bộn ngổn ngang, nên mong các thầy các Phật tử của đoàn ta thông cảm trong chuyến du thuyền khám phá Trang An Cổ ngày hôm nay. Và đoàn ta về với Trang An Cổ ạ, mà nghe thuyết minh hướng dẫn về lịch sử thường hơi chậm lắng. Vì thế xin đề nghị với các tất cả thành viên đoàn ạ, chúng ta vừa đi tham quan du lịch này, vừa nghe thuyết minh hướng dẫn, đồng thời chúng ta giao lưu văn hóa văn nghệ trên sông để thay đổi không khí, cũng là dân tặng cho hồn thiên sông nối nơi đây, được không ạ? Vâng. Bây giờ để thay đổi không khí tôi sẽ hát tặng đoàn trước ạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây, thầy chân tâm áo đồ sàng và con bám cho thời kinh, thầy như nắng tan ra lạnh, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tình tâm con tu hành, thầy dìu dắt con tu hành và lòng thương hơn đại dương, thầy mong muốn thế gian này đồng vang tiếng A Di Đà làm tan biến tâm mê tà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm nơi đây là chăn nuôi gia súc và các hộ dân cư mọc lên quá nhiều. Kính thưa với đoàn ạ, xuôi trên dòng tàu khi lịch sử này thì một lát nữa chúng ta sẽ tham quan kỳ quan thiên nhiên, đó là núi Tràng Nguyên và núi Hòn Sách. Tên núi, tên thung lũng nơi đây gắn liền với câu chuyện huyền thoại từ xa xưa, lách mình qua những dãy núi đá rồi gặp gỡ với sông Vân Sàng tại thành phố Ninh Bình, hòa vào sông đáy và xuôi ra biển cả. Vì thế đây là một nước thủy triều phù sa lên xuống theo mực nước biển. Bây giờ thì xin được kính mời các thầy các Phật tử chúng ta hướng nhìn về dãy núi trước mặt này ạ. Đó, trên đỉnh núi có hai tảng đá lớn tựa áp lưng vào nhau, và ta cảm nhận rằng nó rất giống hình một chiếc tù nách hòm cách mà khi xưa nhũng chẳng khoác trên vai mình lều trọng. Vì thế nó được mang tên là núi Hòm Sách. Đối diện núi Hòm Sách ở phía bên tay trái mặt trình của đoàn đây là hòn núi đứng chôn von độc lập, tựa một người đội mũ cánh chuồn, ngồi uy nghi đường bệ kia, mang tên là núi Tràng Nguyên. Núi Tràng Nguyên, núi Hòm Sách là sự giao thoa hòa hợp của đất trời, là âm dương ngũ hành đã tác tạo nên. Vì thế giặc ngu phương mắt và dạ tâm kéo đổ núi ông Tràng để cho nước Nam ra không bao giờ còn người tài giỏi nữa. Sau khi đem quân hùng tướng mạnh đem thừng đem chảo sang đây quang chảo vào cổ ông Tràng nơi đất thấp núi Tràng kia thì chúng tạo ra sức nhau giật, nhưng ông Tràng không nổ mà chảo lại bị đứt văng ra. Chảo đứt quân ngô mất đà, vì thế bị văng sang bên phải mặt thuyền chúng ta đây. Sang bên
là cười, cười như nắc nẻ. Do bị mất đà, con ngô nhiều kẻ va đầu vào núi mà chết, nhiều kẻ đè lên nhau mà chết, còn lại thương vong vô kể. Khi bị thương, con ngô dìu nhau vào hang động phía sau núi tràn đầy nương máu tạm, rồi vội vã xé quần xé áo băng bó vết thương cho nhau. Ngày nay hang đó được mang tên là hang Áo Sách. Hai và đất phía sau mà thuyền chúng ta vừa qua này chính là nơi mà con ngô đứng gieo hò cổ động để chúng kéo chạm, vì thế được mang tên là Trung Gieo Lớn và Gieo Con. Còn cháo của quân ngô bị đứt ạ, là văng sang thung lũng phía bên tay trái trước mặt núi tràng đây. Thung lũng này được mang tên thung lũng Phục Cháo. Còn những dãy núi nhỏ ở phía sau núi Hồng Sách kia, đó chính là những đống thức ăn của quân ngô. Hòng khao quân nhưng đã ngất trận, vì thế chúng đã vứt lại chất thành tầng hóa đá và được mang tên là núi Bạch Túc. Kính thưa các thầy, thưa các Phật tử ạ, tất cả những tên núi, tên thung lũng nơi đây nó đều gắn liền với câu chuyện huyền thoại từ xa xưa. Thưa quý đoàn, chúng ta vẫn tiếp tục chuẩn bị những tiết mục văn nghệ của mình, mà lát nữa chúng ta lại tiếp tục giao lưu ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cập bến tại khu di tích lịch sử Đà Bàn. Vâng ạ, đoàn ta sẽ lên trên bến tham quan để giới thiệu về khu di tích, sau đó thì chúng ta lại trở xuống bến. Sau này khi triều đình biến đổi ngôi vị vội vã từ triều Đinh sang triều Lê, hai vị tướng này đã không quy phục nhà Lê nên đã mượn lưới hương oan nghiệt quần đến tập thể tại đây. Vào một chiều ảm đạm cuối tháng 10 năm 979, mang theo một tư duy đạo đức, đó là quân thần chung chỉ thờ một vua. Chuyện kể rằng hai vị tướng chết đi trong niềm oan khuất, linh hồn không siêu thoát. Vì thế dân làng Tràng An nơi đây đã tôn lập ngôi phủ này và dựng hai bài vị để thờ hai vị tướng. Trên bài vị đó được đề là Tả Đinh Triều Lục Phổ Giám Sát Đại Tướng Quân Thần Vị và Hiệu Đinh Triều Lục Phổ Giám Sát Đại Tướng Quân Thần Vị. Hai vị tướng đó rất linh thiêng ạ. Trong cuộc sống có đau gặp những tận ách khó khăn, có công to việc lớn, đã chấp kinh vấn nạn về đây kêu cầu thì đều linh tính để được giải cứu và giúp đỡ. Năm 1874 đã có một nhà chiến sĩ yêu nước, nhà nho chân chính Phạm Văn Nghị. Ông đã về đây sống ẩn dật trong 7 năm sống cuối đời, từ năm 1874 đến năm 1881, và ông sinh ra tại làng Tam Đăng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, làm quan dưới thời vua Từ Đức. Khi vua Từ Đức ký hòa ước với Pháp, ông đã không đồng ý, vì thế ông đã từ quan rồi về đây sống ẩn dật 7 năm. Và 7 năm sống ẩn dật tại đây ạ, thì ông đã dạy học rồi còn cho người tạc lên tấm bia đá mọc tự nhiên này. Thì thưa với đoàn, khu di tích này là có một tấm bia đá mọc tự nhiên do thiên nhiên ban tặng và một dấu tích của nhà chiến sĩ yêu nước Phạm Văn Nghị. Ba chữ lớn trên cùng mà nhà chiến sĩ cho tặng đó là ba chữ Liên Hoa Động, tức là động hoa sen. Bên là hai câu thơ về bên phải đề Liên Động Phát Khai Vô Chướng Ngại, bên trái đề Lăng Giang Hoàn Diệu Hiếu Linh Kinh. Xin được dịch là động sen mở rộng vô bờ bến, sông rộng quanh quẩn về mặt tiền. Hai bên vỏ rượu độc tuần tiết tập thể để bảo vệ
Trung, đó là quân thần Trung chỉ thờ một vua. Vì thế là các vị tướng đó chết đi trong niềm oan khuất, linh hồn không siêu thoát. Và dân làng Tràng An mới lập ngôi phủ này. Tức là dựng ngôi phủ này để có thờ Phật bên trong đó, để cứu rỗi cho tất cả những vong linh hồn tướng sĩ của triều đình năm xưa đã chết đi trong niềm oan khuất mà linh hồn không được siêu thoát. Như kết thúc với thời gian, chiếc hạt bình từ màu nhiệm thiêng thiêng vẫn nguyên giá trị như tín hiệu thăng hòa ấm áp, một hành động rộng rãi ngoài trắng trong tất cả cộng đồng sinh viên của tỉnh Trị Việt hiện nay, đã được đi vào không gian dự sách gắn liền của cộng đồng hiện thực. Bên ra sẽ vào thương quan và khám phá sinh nghe chị hướng dẫn viên du lịch nói đã chưa? Giờ tới phiên Tiêu nói tiếp đây. Cảnh các bạn đang xem là một vùng sông nước rộng lớn. Xưa kia chính là xứ sở của hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh. Hồi nhỏ chỉ là một cậu bé chăn trâu, nhờ mấy ngọn cỏ lau tập trận và biết bơi lội, cực kỳ giỏi mà thành vua đấy. Thế mới nói ai mà biết bơi lặn giỏi là có rất nhiều lợi thế. Cái cảnh đẹp chốn này cũng cho Tiêu liên tưởng đến xưa kia đây đúng là một vùng đất lý tưởng của người cá. Vì người dân sống quanh đây có rất nhiều thú vật vây quanh và họ sống hòa đồng với thiên nhiên, mà không có đi bộ nha các bạn, chỉ đi thuyền dưới sông như vậy thôi đó. Nhiệt độ ở trên bờ là 17 độ C, bạn nghĩ thử xem ở dưới nước là bao nhiêu, thấy nể chưa? Vậy mà Đinh Bộ Lĩnh lặn lên lặn xuống dưới nước, chắc chắn ngày ấy là một siêu người cá của 1.000 năm về trước luôn đó các bạn, quá dữ dội. Các bạn nhận rằng ở cái câu hoa lên
Chèo thuyền trên sông này vừa lạnh vừa mệt, có bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác làm thần dân của kinh đô Hoa Lư xưa kia hay không? Thì mời đến Tràng An cổ nha. Mà nhờ hồi xưa con người chịu khổ cực mà sống rất là khỏe mạnh, bởi thế mới tu tập được. Giờ cái gì cũng tiện ích, máy móc xăng dầu làm cho ô nhiễm môi trường trầm trọng, càng hiện đại thì hại điện. Sau chuyến đi Tràng An cổ này, tôi chỉ muốn Việt Nam càng chậm phát triển kinh tế sản xuất càng tốt, nhưng mà phải đẩy mạnh phát triển du lịch, bảo tồn thiên nhiên và động vật, càng nhiều thì sẽ càng thu hút được du khách đến thăm đất nước của chúng ta. Mỗi nhiệm kỳ của một nhà lãnh đạo ở Việt Nam, chỉ mong sao có thêm một cái khu văn hóa mới được phát triển để lưu danh thiên cổ là mừng lắm rồi. Như chùa Bái Đính là một công trình mới được xây dựng gần đây tại kinh đô Hoa Lư, được xếp vào ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á với nhiều kỷ lục đáng nể. Các bạn có muốn đi tham quan luôn không? Đón chờ xem ở video tiếp theo nha. Thực sự đây là một điều rất là đáng mừng cho Việt Nam thân yêu của chúng ta, bởi vì các nhà lãnh đạo bây giờ họ rất là chú trọng vào việc bảo tồn văn hóa lịch sử của Việt Nam. Chương trình giới thiệu Tràng An cổ của Tiêu Hinh tại Ninh Bình cùng đoàn Phật tử Tỉnh Thất Quan Âm hôm nay xin được khép lại nha các bạn. Ai mà ủng hộ Tiêu Hinh đi du lịch hay làm clip kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, động vật gì đó thì nhớ để lại comment bên dưới video này nha các bạn. Chắc chắn trong năm 2018 Tiêu Hinh sẽ đi rất nhiều nơi, không chỉ để kêu gọi bảo vệ động vật mà còn giới thiệu duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè nước ngoài.